Ủa cái điện thoại là bố? Em biết rồi, Ở đây, đây. Hai điện thoại giống nhau quá. Vậy bây giờ em kiếm cái gì em đặt bể màn hình cái gì để chỉnh cho thông minh. Xanh là chốn đây, thiên nhiên đang có cây, làm mới phải cố hoan, đang vui đùa trong nắng say. Thank you.
rồi.